Làng gốm Bát Tràng là ngôi làng nổi tiếng, là vùng đất tinh hoa gốm Việt. Những câu chuyện về lịch sử làng cổ Bát Tràng luôn thu hút du khách thập phương. Nơi đây hiện vẫn còn hiện hữu một lò gốm Bầu cổ có tuổi đời lên tới 100 năm. Đây là lò bầu ra đời từ cuối thế kỷ 19, nung gốm truyền thống bằng củi đốt. Trước đây tại làng nghề Bát Tràng có khoảng 20 chiếc lò bầu. Tuy nhiên cùng với dòng chảy thời gian, với sự phát triển của công nghệ, ngày nay Bát Tràng chỉ còn sót lại một lò bầu cổ duy nhất để du khách tham quan. Ngày hôm nay hãy cùng Tuấn và An khám phá lò bầu cổ Bát Tràng nhé. Cùng với đó học tiếng Việt với cấu trúc tự, lấy, được, cũng được, thôi được. Giới thiệu với anh, đây là lò bầu cổ Bát Tràng, được làm bằng gạch. Lò có tổng cộng 5 bầu, mỗi bầu dài hơn 2 mét và có chiều rộng khoảng 3,5 mét. Wow, trông rất lạ, nhìn từ xa như một chiếc vò sò úp lại nhỉ? Đúng rồi anh ạ, ngày xưa cả Bát Tràng này ngày nào cũng đỏ lửa những lò gốm như thế này. Rất thú vị, anh cũng muốn tự làm lấy một sản phẩm gốm của mình. Em cũng muốn tự làm lấy một cái đĩa, để em dẫn anh qua khu trải nghiệm làm gốm nhé. Hay quá, anh muốn tự tạo hình gốm gì cũng được đúng không? Sản phẩm của anh mà, hay là anh thử tự làm lấy một cái cốc xem sao? Không, anh thích hình thù gì đó độc lạ một chút cơ. Anh muốn tạo hình gì cũng được mà, đi thôi. Đi luôn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Học Tiếng Việt Xin Chào Việt Nam. Tuấn và An vừa mới có một cuộc trò chuyện thú vị tại lò bầu cổ Bát Tràng. Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của cấu trúc tự lấy. Anh cũng muốn tự làm lấy một sản phẩm gốm của mình. Em cũng muốn tự làm lấy một cái đĩa, để em dẫn anh qua khu trải nghiệm làm gốm nhé. Anh muốn tự tạo hình gốm gì cũng được đúng không? Hay là anh thử tự làm lấy một cái cốc xem sao? Cấu trúc tự lấy chuyên đi cùng động từ được dùng để biểu chủ tiệm thuốc. Một ngày của tôi không nhẹ nhàng như nhiều người nghĩ. Vì yêu thương, tôi muốn được trao đi nhiều hơn nữa. Chết bệnh! Kể cả khi mệt mỏi, tôi cũng không thể yếu đuối. Nhưng hình như ngày tôi còn bé, mẹ tôi đâu có từ chối yêu thương của hai cha con. Là do mẹ đang bị sốt đó. Vậy mình lấy thuốc cho mẹ uống đi ba. Viên thuốc Habacol ngày ấy là bài học đầu đời về sự cho đi và nhận lại. Khi lớn lên, tôi theo đoàn thăm khám của Habacol. Những nụ cười trao đi, những yêu thương nhận lại đã giúp tôi tìm thấy ý nghĩa đời mình. Hay chiến dịch mùa hè xanh thời sinh viên, những lúc tôi mệt mỏi là những lúc yêu thương lan tỏa đến tôi. Có lẽ yêu thương không chỉ có trao mà còn nên nhận. Sở ơi, tôi đón em nha, em bệnh rồi. Habacol tin rằng yêu thương chỉ trọn vẹn khi chúng ta cùng trao đi và cùng nhận lại từ những người xung quanh. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Habacol suốt 20 năm qua trên hành trình trọn vẹn yêu thương. Biểu thị rằng hành động được thực hiện bởi chính chủ thể, không có sự tác động hay trợ giúp từ bên ngoài. Trong thực tế nói năng, tự lấy có thể xuất hiện dưới dạng đầy đủ, mà cũng có thể xuất hiện dưới dạng vắng mặt một trong hai yếu tố tự hoặc lấy. Để nhấn mạnh hơn, người ta có thể dùng tự mình, tự tay thay cho tự. Ví dụ, tôi tự sửa xe đạp lấy. Anh ấy tự mình tìm hiểu lấy những vấn đề thuộc văn hóa ứng xử của người Việt. Chị ấy tự tay nấu lấy món phở gà để mời khách. Anh ấy tự học tiếng Việt trong thời gian một năm.
chị ấy may lấy cho mình một cái túi xách. Đây là bàn xoay và nguyên liệu đất sét. Anh có thể tùy ý tạo hình mà anh muốn nhé. Được, để anh làm thử xem nào. Khó đấy, em đang làm cái đĩa. Anh thử làm giống em xem sao. Công nhận là khó. Thôi được, anh sẽ làm một cái đĩa giống em. Thế thì mình thi xem ai làm đẹp hơn nhá. Được, ai làm thua người đó phải mời một bữa canh măng mực Bát Tràng nhá. Đồng ý. Wow, trông anh tạo hình đất sét cũng được đấy. Chuyện, em thấy anh có năng khiếu chưa? Chúng ta vừa được xem Tuấn và An trải nghiệm làng gốm Bát Tràng. Trong đoạn hội thoại trên xuất hiện cách dùng được, cũng được, thôi được. Được, để anh làm thử xem nào. Thôi được, anh sẽ làm một cái đĩa giống em. Được, ai làm thua người đó phải mời một bữa canh măng mực Bát Tràng nhá. Trông anh tạo hình đất sét cũng được đấy. Được, thường dùng ở vị trí mở đầu câu trả lời để thể hiện rằng mình có khả năng thực hiện hoặc chấp nhận, đồng ý thực hiện một việc gì đó vì nó nằm trong khả năng của mình. Ví dụ, em có nấu phở được không? Được, em nấu được. Anh có tự mình giải quyết được khó khăn này không? Được chứ. Cũng được. Người Việt thường dùng cũng được trong câu trả lời để biểu thị ý chấp thuận theo một đề nghị, một gợi ý hay một sự lựa chọn. Ví dụ, tối nay anh muốn ăn gì? Bún hay phở? Bún cũng được, mà phở cũng được. Anh muốn uống gì ạ? Tôi uống gì cũng được. Ngoài cách dùng với ý nghĩa trên, cũng được còn được dùng trong câu đánh giá, bình phẩm với ý cho rằng ai, cái gì đó đạt mức có thể. Ví dụ, món ăn ở đấy cũng được. Kinh tế gia đình anh ấy cũng được lắm. Chất lượng căn hộ ở khu đô thị ấy cũng được. Cái xe ấy chạy cũng được, mà lại tiết kiệm xăng. Thôi được, thường được dùng ở đầu câu, biểu thị ý chấp thuận, với thái độ hơi miễn cưỡng. Chú ý, không sử dụng độc lập, mà thường kèm với mệnh đề phía sau. Ví dụ, anh trả rẻ thế thì làm sao tôi bán được? Thôi được, tôi sẽ trả thêm. Thôi được rồi, tôi lấy. Thôi được, anh sẽ cưới em. Các bạn đã nắm rõ rồi chứ? Bây giờ chúng ta hãy cùng làm một bài tập để nhớ hơn cách sử dụng từ nhé. Bài tập 1. Chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau. 1.1. Chị ấy đang tự học gì? A. Chị ấy đang là giáo viên. B. Chị ấy đang tự học tiếng Anh. C. Chị ấy đang học tiếng Anh ở trường. 1.2. Anh ấy tự sửa lấy cái gì? A. Anh ấy tự sửa lấy cái máy tính cá nhân. B. Anh ấy tự nấu ăn hàng ngày. C. Anh ấy tự đi mua hoa tặng chị ấy. 1.3. Cô ấy tự mình làm bữa tối cho ai? A. Cô ấy có thể tự mình làm bữa tối. B. Hàng ngày cô ấy không tự mình làm bữa tối. C. Cô ấy tự mình làm bữa tối cho gia đình. 1.4. Anh ấy có thể lái xe được không? A. Được, anh ấy lái xe được. B. Người dưới 18 tuổi thì không được lái xe. C. Phụ nữ cũng được lái xe buýt. Các bạn đã có đáp án chưa? Bây giờ chúng ta cùng xem đáp án của chương trình nhé. 1.1. Đáp án là B. 1.2. Đáp án là A.
1.3, đáp án là C. 1.4, đáp án sẽ là A. Bài tập 2, hoàn thành hội thoại. Phở của quý khách. Đây ạ. Quý khách, tự mình, cho giấm tỏi hoặc tương ớt vào. Nhé. Sao, chủ quán, không cho giấm tỏi hoặc tương ớt vào. Sẵn. Dạ, chúng tôi không biết khẩu vị của quý khách, nên để khách tự cho lấy ạ. Thôi được, chúng tôi sẽ tự cho giấm tỏi hoặc tương ớt theo sở thích mỗi người. Dạ vâng, chúc quý khách ngon miệng ạ. Thời gian suy nghĩ đã hết, cùng xem đáp án của chương trình nhé. Phở của quý khách đây ạ. Quý khách tự mình cho giấm tỏi hoặc tương ớt vào nhé. Sao chủ quán không cho giấm tỏi hoặc tương ớt vào sẵn? Dạ, chúng tôi không biết khẩu vị của quý khách nên để khách tự cho lấy ạ. Thôi được, chúng tôi sẽ tự cho giấm tỏi hoặc tương ớt theo sở thích mỗi người. Dạ vâng, chúc quý khách ngon miệng ạ. Bài tập 3, đặt câu hỏi cho những câu sau, chú ý các từ gạch chân. 3.1, anh ấy tranh thủ thời gian để tự học ngoại ngữ. 3.2, chị ấy luôn tự mình giải quyết công việc. Các bạn đã hoàn thành bài tập rồi chứ? Cùng xem đáp án của chương trình nhé. 3.1, câu hỏi của chúng ta sẽ là anh ấy tranh thủ thời gian để làm gì? 3.2, câu hỏi của chúng ta sẽ là chị ấy luôn tự mình làm gì? Bài tập 4, trả lời các câu hỏi sau với từ gợi ý. 4.1, chị ấy thường tự làm gì cho mình? Từ gợi ý là chọn mua quần áo. 4.2, người thành đạt luôn tự tìm lấy cho mình cái gì? Từ gợi ý là lối đi riêng. Các bạn đã có đáp án của mình chưa? Bây giờ chúng ta cùng xem đáp án của chương trình nhé. 4.1, đáp án là chị ấy thường tự chọn mua quần áo cho mình. 4.2, đáp án là người thành đạt luôn tự tìm cho mình lối đi riêng. Như vậy hôm nay chúng ta đã cùng học cấu trúc tự lấy. Cấu trúc tự lấy chuyên đi cùng động từ được dùng để biểu thị rằng hành động được thực hiện bởi chính chủ thể, không có sự tác động hay trợ giúp từ bên ngoài. Trong thực tế nói năng, tự lấy có thể xuất hiện dưới dạng đầy đủ mà cũng có thể xuất hiện dưới dạng vắng mặt một trong hai yếu tố tự hoặc lấy. Để nhấn mạnh hơn, người ta có thể dùng tự mình, tự tay thay cho tự. Cách dùng được, cũng được, thôi được, được thường dùng ở vị trí mở đầu câu trả lời để thể hiện rằng mình có khả năng thực hiện hoặc chấp nhận, đồng ý thực hiện một việc gì đó vì nó nằm trong khả năng của mình. Cũng được, người Việt thường dùng cũng được trong câu trả lời để biểu thị ý chấp thuận theo một đề nghị, một gợi ý hay một sự lựa chọn. Ngoài ra, cũng được còn được dùng trong câu đánh giá, bình phẩm với ý cho rằng ai, cái gì đó đạt mức có thể. Thôi được, thường được dùng ở đầu câu, biểu thị ý chấp thuận với thái độ hơi miễn cưỡng. Trước khi kết thúc chương trình, chúng ta cùng luyện phát âm nhé. Ổng, ổng, bổng, bỗng, cổng, cổng, rồng, rỗng, đồng, đỗng, hồng, hỗng. Anh ấy chủ tiệm thuốc. Một ngày của tôi không nhẹ nhàng như nhiều người nghĩ. Vì yêu thương, tôi muốn được trao đi, trao đi, trao đi nhiều hơn nữa. Chết bệnh. Kể cả khi mệt mỏi, tôi cũng không thể yếu đuối. Nhưng hình như ngày tôi còn bé, mẹ tôi đâu có từ chối yêu thương của hai cha con. Là do mẹ đang bị sốt đó. Vậy mình lấy thuốc cho mẹ uống đi ba. Viên thuốc Harpacol ngày ấy là bài học đầu đời về sự cho đi và nhận lại. Khi lớn lên, tôi theo đoàn thăm khám của Harpacol. Những nụ cười trao đi, những yêu thương nhận lại
đã giúp tôi tìm thấy ý nghĩa đời mình. Hay chiến dịch mùa hè xanh thời sinh viên, những lúc tôi mệt mỏi là những lúc yêu thương lan tỏa đến tôi. Có lẽ yêu thương không chỉ có trao mà còn nên nhận. Sở ơi, tôi đón em nha, em bệnh rồi. Harpercon tin rằng yêu thương chỉ trọn vẹn khi chúng ta cùng trao đi và cùng nhận lại từ những người xung quanh. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Harpercon suốt 20 năm qua trên hành trình trọn vẹn yêu thương. Ý tự học tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Cháu ấy đã biết tự chăm sóc lấy bản thân. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh. Tôi nghĩ rằng giao việc này cho anh ấy cũng được. Các bạn nhớ luyện tập hàng ngày nhé. Và nếu có khó khăn gì về cách sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày, hãy liên lạc với chương trình qua email xinchaovietnamv4a.vtv.vn hoặc xinchaovietnamv4a.gmail.com. Xin chào!